Tôi là Trần Băng, vị này là Dương Ngân Tuyết. Sáng sớm hôm nay chúng tôi mới vừa chuyển vào khoa Thái Cực. Trận đấu này chúng tôi có tư cách tham gia chứ? Hai sinh viên này có thông tin gì để chứng minh hay không? Nếu đã chuyển vào khoa Thái Cực thì tất nhiên là có tư cách. Mời hai em tham gia. Cố lên. Các người chủ động tới thách đấu mà chỉ như vậy thôi sao? Đã hết chiêu rồi hả? Vậy thì trận này tới đây thôi. Vậy trận đấu lần này Thái Cực quyền thắng. Alo ông nội, ông có xem đoạn clip con gửi chưa? Sao họ ra chiêu giống như con vậy? Là chiêu gì vậy? Mấy cái chiêu mà ông dạy con đó. Đó là người thừa kế Thái Cực của Trần Thị. Con tuyệt đối đừng trước mặt họ thể hiện võ công đó. Con đấu không lại họ đâu. Con biết rồi, con sẽ tránh xa họ. Nhưng mà khi nào chúng ta mới gặp mấy người khác? Xin chào. Cậu Lai. Tôi là đội trưởng của quyền đạo Đàm Lâm. Hôm nay khoa quyền đạo chúng tôi đã thụ giáo võ công của hai vị rồi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là có một vài điều không nghĩ ra. Thực lực của hai vị tốt như vậy, sao lại chấp nhận phục tùng một khoa Thái Cực nhỏ bé chứ? Nếu như cậu muốn báo thù thay cho khoa quyền đạo, vậy thì cậu cứ cử người tới đây. Tôi không muốn tự rước phiền phức đâu. Tôi chỉ có một câu bắt buộc phải nói ra với hai người. Muốn nói câu gì? Mấy ngày trước có một cô gái dùng võ công của Thái Cực đánh bại 7 người quyền đạo chúng tôi. Thì có liên quan gì tới chúng tôi sao? Trọng điểm là võ công Thái Cực mà cô gái đó sử dụng rất giống với tinh túy võ công mà hai vị Trần Dương đây sử dụng. Tôi nghe nói là võ công của hai vị truyền cho người trong nhà, không truyền cho người ngoài. Nhưng mà cô gái này chắc chắn là sinh viên của học viện. Nhưng mà cô ta không phải là sinh viên của khoa Thái Cực các người. Cho nên tôi nghĩ là cô ta đang ẩn giấu bản thân ở một khoa khác. Và trong chuyện này tôi cảm thấy chúng ta có cậu ta tìm chúng ta nói chuyện này chắc chắn có mục đích khác. Tuy là cậu ta nói ra chuyện này là liên quan tới Thái Cực của hai nhà Trần Dương chúng ta, nhưng mà cũng không thể nào tin được. Đúng vậy, nữ cao thủ Thái Cực là thật hay giả con chưa biết được. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Nếu cậu ta đã nói chuyện giống như thật vậy rồi, vậy chúng ta cứ đợi cậu ta lấy chứng cứ đi. Nếu thực sự là có nữ cao thủ Thái Cực, chúng ta nhất định phải tìm ra. Cũng được. Đi thôi. Trần Băng và Dương Ngân Tuyết, hai người này giờ nhìn là biết không phải là người tốt lành gì rồi. Cùng là khoa Thái Cực mà sao thực lực lại thua xa tới như vậy chứ? Bởi vì hai người bọn họ là người thừa kế của hai nhà Trần Dương. Anh đi theo tôi. Chỉ trùng hợp thôi. Trần Băng lên sàn đấu, Dương Ngân Tuyết dưới sàn đấu. Một người là người thừa kế Thái Cực của nhà họ Trần, một người là người thừa kế Thái Cực của nhà họ Dương. Các môn phái Thái Cực phát triển tới bây giờ
thì môn phái chủ chốt chính là hai phái Trần, Dương. Vậy nếu như là chủ chốt, vậy thì tại sao sinh viên của khoa Thái Cực không bằng được như bọn họ chứ? Là vì duy trì truyền thống, duy trì các môn võ nghệ luôn là truyền cho người nhà, không truyền ra ngoài. Sự hẹp hòi của truyền thống ắt sẽ dẫn đến suy tàn. Mới nhìn qua thì Thái Cực quyền dễ học, nhưng muốn học được tinh túy của nó thì phải được cao thủ đích thân chỉ điểm, thậm chí chỉ từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Vậy có nghĩa là thật ra bọn họ căn bản là học chưa tới tinh túy của Thái Cực. Phá vỡ thành kiến môn phái là điều phải làm, nếu không cũng khó mà phát huy được thế mạnh của Thái Cực. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Những chuyện như vậy chỉ cần để ý một chút thì ít nhất cũng sẽ hiểu được 7-8 phần. Không có giống như cô, loại người cao thủ Thái Cực gì mà không hiểu gì hết về mình. Không hiểu thì thôi vậy. Anh không thể nói năng đàng hoàng được hay sao vậy hả? Chẳng trách bọn họ muốn đánh anh, nếu là tôi thì tôi cũng đánh. Tôi quen rồi. Nếu như cô nghe không quen thì cô cứ ráng mà nghe thôi.